Dạ. Nào thằng này tránh ra. Tránh ra cửa hàng đóng cửa rồi. Về đi. Về đi không bị thương. Đấy. Rồi. Tôi cùng đến với phần đập đá của hai thanh niên. Ui. Ở nhà luyện tập kỹ càng lắm nhưng mà sao đây đập mãi không vỡ kính vậy? Nhanh lên, cảnh sát tới rồi. Rồi, rồi anh rút đi cho an toàn. Nào, mày muốn nhắm, muốn mẹ lấy hoa của bố mày đúng không? Dạ. Yeah. Sao trong đám cưới mà lại có tận hai cô dâu thế nhỉ? À, thằng này là cố tình đấy. Một chàng trai với khuôn mặt cực kỳ thiếu năng đang bước vào một cái chuồng nuôi gà, lại cùng xem anh làm gì đây? Vâng, như vậy là anh đang tiến hành công việc thường ngày, đó chính là sàm sỡ con gà. Rồi bắt... Ôi, rồi. Như vậy là anh nhẹ nhàng đưa con gà vào trong một... trong cái áo của mình. Ôi, ôi ngon nhẹ, ôi. Mặc dù là khuôn mặt cực kỳ thiếu năng nhưng mà anh lại có một chiếc áo, đó chính là một chiếc áo thần kỳ. Chiếc áo này có thể nói là đút bao nhiêu cũng được. Đấy, rồi. Làm bốn con gà một cách ngon lành. Đó. Nào, con gà thứ mẹ... gà thứ tư hay thứ năm gì đó. Tôi không nhớ, hình như con gà thứ tư. Rồi. Đấy, ngon. Đấy, tôi làm nốt con nữa đi cho tròn vẹn. Trong chuồng có 5 con thì luôn lấy luôn cả 5 con. À, con này chạy rồi, con này chạy không đánh được, không đá được cho nên thôi. Bỏ. Vào mang gà đi bán hộ chủ nhà. Đấy, nhà vẫn tuân thủ phòng chống Covid-19 đúng không ạ? Và sau khi mà chủ nhà xem được video này, anh đã ngay lập tức lên trình báo công an và phát hiện ra một sự thật rất mình, đó chính là người đã lấy những con gà của anh lại chính là anh. Nào, mắt trố lên, mở to ra, xem chi đây. Đấy, rồi, rồi. Nào, rồi đâu ạ? Rồi. Một chiếc xe Mazda CX-5 chuẩn bị tại một cửa hàng vịt quay. Một bóng hồng đã xuất hiện ở góc 11 giờ. Anh đang nhìn ngắm. Nhìn ngắm điều gì đây? Nhìn ngắm ai đó và anh nhẹ nhàng đưa tay sờ choạng một chiếc xiên. Một con vịt đã gần chín rồi. Thôi rồi, mang về ăn hộ chủ nhà để ủng hộ đi. Tốt đấy. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một vụ tai nạn cực kỳ thảm khốc đã xảy ra khi trời đang mưa. Một cậu nhóc và đi xe thứ hai đúng không? Rồi, làm gì đây? Rồi, và một pha tông tung hết xe của người khác ra. Đấy, xe đạp của em không vấn đề gì, thoải mái đấy. Một công nương đang giờ hờn chỗ gì đó. Ừ. Rồi xem chị thể hiện đi. Ui, dạ. Tạm chứng chưa? Mình đứng. Gì gọi anh? À, cho bắt bún đi. Thấy ấy kìa, biển báo nó không có hạn chế tốc độ cho nên là anh phi hơi nhanh. Sao cũng không sao vậy? Ờ, không sao, vấn đề gì, thoải mái đi nha. Nào, làm cho bắt bún đi rồi xem tính em bao chỗ này bao nhiêu tiền anh xử lý, anh giải quyết luôn một thẻ vỡ bao nhiêu cái bà đi anh đền luôn nha. Không lo, tính rồi mà. Mẹ xe của thằng nào đây, khối phân lớn to đùng này đặt đây này hả, chặn đường bà đúng không hả? Đấy, mấy thằng đi khối phân lớn hay rú xe ở gần nhà tao đúng không? À, mà đây đúng xe rồi đấy rồi mà. Ui, đây lỡ tay làm đổ hết cái xe không hết rồi. Lỡ tay thôi thì ai làm gì đâu đúng không? Bé đi, tôi về nhà đi. Và 100 năm chọn lấy một người, 10 năm chọn lấy bạn cười rô lên. Sáng ngày mới làm có 10 lít không vấn đề gì nhá. Bây giờ về làm thêm 2 lít nữa thì mới tỉnh được nha. Bây giờ đó anh, mặc dù là khá say rồi nhưng anh vẫn thoải mái giờ. Mấy cái 3 cái này anh làm được. Ui. Yeah. Ngủ đi. Ngon lành. Sư phụ về mà mãi nó không tới. Nó không biết anh mày giờ này phải ăn uống kham khổ suốt ngày, phải uống bia mới là ăn lạc luộc kìa. Hả? Ngon. Tiếp theo đây chúng ta cùng đến với một trong những màn ảo thuật của năm 2021. Đổi trắng thay đèn. Hãy cùng xem. Rồi một chàng trai. Đây đúng rồi, chọn đi. Rồi,
rồi, ngon. Mang con đen ra để dụ con trắng, cuối cùng là tóm luôn được cả con trắng và con đen đúng không? Ủa, tối tối. Rồi như vậy là bỏ lại một mình em nhở? Đấy, đổi trắng thay đen, con man biến hóa ảo diệu. Rồi rồi, con này là khả năng tối lên nồi thôi. Ủa, đi ra phối tìm bạn mới luôn à? Được. Đấy. Tiếp theo đây chúng ta cùng đến với dân chơi nguy hiểm nhất của chúng ta ở phần 87 năm 2021 này. Rồi, một con chiếc xe, đây cùng xem. Ui, rồi. Như vậy là có một tình huống đục má sườn rồi. Còn làm sao không đây? Ủa, tôi nhìn thấy hình như... Ui, rồi. Làm thêm một phát nữa. Không biết là có thù oán gì hay không, lại cùng xem tình huống này sẽ xảy ra và tiến ra diễn biến tình huống nó như thế nào. Sau khi thực hiện hai pha hôn hảo hôn má thì chúng ta hãy cùng xem anh làm gì. Rồi, như vậy dần chơi xuất hiện rồi. Thế nào? Ra xem đánh giá tình hình nào. Ui, chưa vấn đề gì mà mới chạm một tí mà đúng không? Xe nó sức, xe mình không vấn đề gì, thoải mái. Nào, lên xe đi, tiếp tục những pha hút và hành trình tiếp theo nào. Hãy cùng xem anh đi làm gì đây. Rồi, đánh trai rồi. Yeah. Anh tiến hành pha hôn má lần thứ 3. Có lẽ là người yêu không thấy phản đối gì cả. Đấy, cho hôn này là không được rồi. Rồi, anh làm gì đây? À, ui, tôi nhìn thấy kia là bung ba đời sốc rồi. Bung ba đời sốc của con Mazda CX-6 rồi. Con này con của anh thì làm sao đây? Con của anh có biểu hiện hình như là chuẩn bị gãy trục rồi. Rồi gì đây? Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra đây. Có lẽ là anh đang bị ngáo cần hay sao đây? À đây có người đang đánh hộ rồi. Đây đúng rồi. Đỗ đây. À nãy giờ anh đang đỗ xe. Anh đang đỗ xe nhưng mà anh lại cứ đi hôn má. Dạ. Anh lại hôn má một con toy khác rồi. Con kia như là con mẹt cái nào ấy. Tôi không biết là con mẹt hay con toy, hình như con mẹt. Anh hôn đít mẹt luôn. Con xe của anh chắc chắn gãy trục rồi. Rồi anh làm sao đây, anh làm gì đây, anh cùng xem nha. Đấy, chạm môi phát nữa. Mẹ, mẹ cứ dùng đít thế này hỏng thôi. Không biết là anh làm sao nhưng tôi nghĩ là có lẽ là anh bú tí cần hay là anh trong tình trạng đang phê pha đây, say sưa rồi. Rồi, ổ đít con mẹ để một con mẹ lại giúp vào một con đít và con khác kìa. Hãy cùng xem mình định làm gì đây. Xe gãy trục rồi. Xe gãy trục, rồi chuẩn bị bung bánh à. Anh tiếp tục thực hiện những pha giúp. Anh đi không này, anh làm gì nữa đây? Rồi, sau khi giúp hôn má và hôn đít các kiểu rồi, anh đi về trong sự bình yên. Một hành động cực kỳ nguy hiểm. Và ủng hộ cho những video tiếp theo của Team Việt. Anh em đừng quên đăng ký kênh Team Việt cũng như là kênh Nhị và kênh game hài của chúng tôi nha. Mỗi video được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại những video tiếp theo. Các video về những thằng nguy hiểm nhất hành tinh như được phát sóng duy nhất tại kênh Team Việt. Xin chào.